Sau hơn 5 năm thực hiện nghị quyết số 11 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đã đạt được những kết quả tích cực toàn diện. 11 trên 11 mục tiêu đã được triển khai, trong đó có 10 trên 11 mục tiêu đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển văn hóa con người đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Quảng Ninh đã xây dựng được môi trường xã hội văn minh, lành mạnh, nền hành chính phục vụ minh bạch. Nhiều di sản văn hóa được chú trọng bảo tồn, phát huy, khai thác gắn với phát triển kinh tế du lịch đã thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách. Hoạt động thể dục thể thao, sáng tác và biểu diễn văn hóa nghệ thuật quần chúng phát triển sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Việc đầu tư xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều nguồn lực xã hội hóa, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ tỉnh và trên cơ sở quán triệt sâu sắc những chỉ đạo định hướng lớn trong kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị văn hóa toàn quốc, tỉnh nghiên cứu xây dựng đề án dự thảo nghị quyết mới về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Dự thảo nghị quyết đưa ra 6 nhóm quan điểm, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và các mục tiêu cụ thể đến năm 2030. So với nghị quyết số 11, dự thảo nghị quyết đã bổ sung nhiều nội dung mới với các quan điểm, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh, trong đó có xác định hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh gồm 6 đặc trưng: thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, nhân dân hạnh phúc. Hệ giá trị con người Quảng Ninh gồm 8 phẩm chất: bản lĩnh, tự cường, kỷ cương, đoàn kết, nghĩa tình, hào sảng, sáng tạo, văn minh. Thống nhất và đánh giá về kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện nghị quyết 11, các đại biểu cũng khẳng định việc xây dựng nghị quyết mới thay thế cho nghị quyết 11 là cần thiết, nhất là từ sau đại hội toàn quốc lần thứ 13 và đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Vấn đề xây dựng văn hóa con người trở nên cấp thiết, được Đảng ta xác định giữ vai trò cơ bản quan trọng trong phát triển đất nước. Trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã xác định xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh bền vững với phát triển văn hóa con người. Xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các ý kiến đã tập trung thảo luận nhiều nội dung bổ sung, làm rõ thêm quan điểm phát triển, mục tiêu cũng như là đề xuất các giải pháp để hoàn thiện đề án dự thảo nghị quyết mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu những ý kiến, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tập trung đánh giá rõ, chân thực những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận rõ những hạn chế còn tồn tại. Đối với đề án dự thảo nghị quyết mới, đồng chí yêu cầu nghị quyết mới trên cơ sở kế thừa từ nghị quyết số 11, đổi mới bổ sung phát triển thêm các quan điểm, tư tưởng từ nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Trung ương, của tỉnh, nhất là tư tưởng tại hội nghị văn hóa toàn quốc. Trong đó cần xem xét bổ sung hoàn thiện các mục tiêu chỉ tiêu về xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế, văn hóa trong đời sống, môi trường và văn hóa trong thế hệ trẻ. Về các nhiệm vụ giải pháp, cần phải làm đậm nét các giải pháp về nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về thụ hưởng văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, đối tượng chính sách và yếu thế, đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống tinh thần, đi đôi với việc ngăn chặn tiêu cực trên môi trường mạng đối với thế hệ trẻ.